Hồ Huệ Trung, đã nữ đình đám Hồng Kông suýt bị hủy hoại nhan sắc, bán nhà trả nợ cho chồng tù tội. Từng được xem là biểu tượng nhan sắc màn ảnh Hồng Kông, trong thập niên 80-90, sự nghiệp tươi sáng hưng đường tình duyên của Hồ Huệ Trung lại khá lận đận khi trải qua hai cuộc hôn nhân nhiều sóng gió. Hồ Huệ Trung, sinh năm 1958 tại Đài Loan, là diễn viên nổi tiếng Hồng Kông và Đài Loan, thập niên 1980-1990. Gương mặt xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào của cô từng khiến biết bao người say đắm. Khi đó, Hồ Huệ Trung là ngôi sao được yêu thích bậc nhất showbiz Hoa ngữ. Hồ Huệ Trung cũng là một trong tứ đại mỹ nhân của Đài Loan, cùng với Lâm Thanh Hà, Hồ Ân Mộng và Lâm Phùng Kiều trong những năm 1980. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hồ Huệ Trung khi theo học khoa lịch sử Đại học Quốc gia Đài Loan, vốn không phải là người được đào tạo bài bản nhưng với nhan sắc xinh đẹp trong sáng, vào năm 20 tuổi trong một dịp tình cờ, Hồ Huệ Trung đã lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim. Bộ phim đầu tay của Hồ Huệ Trung là bộ phim Văn học Hoang Nhan. Đây cũng là bộ phim giúp Hồ Huệ Trung giành được nhiều giải thưởng lớn của điện ảnh Hoa ngữ như nữ diễn viên được đề cử hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Kim Mã Điện ảnh Đài Loan lần thứ 16 và giành giải nữ diễn viên triển vọng xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương lần thứ 25. Với vẻ ngoài trong sáng xinh đẹp, Hồ Huệ Trung đã trở nên nổi tiếng, sự nghiệp rộng mở, thậm chí cô còn được gọi là Lâm Thanh Hà thứ hai. Tuy nhiên, cô không muốn núp sau cái bóng thành công của mỹ nữ họ Lâm, mà nỗ lực hết mình, khẳng định năng lực và danh tiếng của bản thân trở thành một trong những nữ thần kung fu xuất sắc nhất màn ảnh Hồng Kông. Sau Hoang Nhan, Hồ Huệ Trung liên tiếp góp mặt vào các dự án lớn và để lại nhiều dấu ấn với khán giả như Bảo Tiêu, Tôi yêu Lolanto, Đàm phán Trùng Khánh, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Tân Truyện. Năm 1980, cô tham gia bộ phim Bá Vương Hoa và trở thành đả nữ tên tuổi của dòng phim võ thuật Hồng Kông. Tuy nhiên, với người hâm mộ Hồng Kông, bộ phim ấn tượng nhất, nóng nhất và gợi cảm nhất của Hồ Huệ Trung phải kể đến Phúc Tinh Cao Chiếu. Sau đó, Hồ Huệ Trung tiếp tục xuất hiện với vai Hoa Khôi Cảnh Sát trong bộ phim Hoa Cỏ Mây do Thành Long sản xuất. Kỹ năng điêu luyện và nhan sắc thanh tú của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Tuy nhiên, con đường diễn xuất của Hồ Huệ Trung lại không suôn sẻ. Tận tâm với nghề nên cô quyết tự mình đảm nhận mọi cảnh quay và không dùng diễn viên đóng thế, kể cả những cảnh nguy hiểm. Một lần khi đóng phim do sơ suất nhất thời của nhân viên, Hồ Huệ Trung đã không may bị bỏng nặng khắp người, cô suýt chút nữa bị hủy hoại cả dung nhan. Năm 1996, người đẹp họ Hồ rút lui khỏi làng giải trí sau khi đóng máy phim Thái Cực Quyền. 18 năm sau, cô mới trở lại với bộ phim Tôi là ngôi sao theo lời mời của Hồng Kim Bảo. Tuy sự nghiệp phát triển suôn sẻ, nhưng đường tình duyên của Hồ Huệ Trung lại rất gập ghềnh, đầy sóng gió. Đầu tiên phải nhắc đến mối tình đầu của người đẹp xứ Đài. Hồ Huệ Trung từng có mối tình với Tang Chun Sen. Cả hai chơi với nhau từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình của Tang Chun Sen không được tốt. Khi lớn lên, anh đã trở thành một tay trùm xã hội đen. Vì vậy, mẹ Hồ Huệ Trung bắt cô chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng cả hai đã cùng nhau trưởng thành và có mối quan hệ sâu sắc. Thậm chí sau nhiều năm họ vẫn yêu nhau. Nhiều năm sau, khi Hồ Huệ Trung gặp anh trai của Tang Chun Sen tại sân bay và biết rằng Tang Chun Sen vẫn còn tình cảm với cô, cô đã tìm Tang Chun Sen và tổ chức đám cưới bí mật với anh. Tuy nhiên, thân phận bạc bẽo của Tang Chun Sen là định mệnh khiến tình yêu của họ không thể bền lâu. Ngay sau đó, những việc làm của Tang Chun Sen được đăng tải và Tang Chun Sen trở thành kẻ xấu trên các phương tiện truyền thông. Danh tiếng của Hồ Huệ Trung cũng bị tổn hại. Để tránh cho Hồ Huệ Trung khỏi xấu hổ, anh đã tự nguyện từ chức ở xã đoàn và đầu thú. Mặc dù chồng cũ đã đầu thú, nhưng những vết nhơ và sự lên án của dư luận vẫn không hề thuyên giảm. Điều đáng buồn hơn nữa là dù Tang Chun Sen đã cải tà quy chính, nhưng sau đó ông vẫn bị kẻ thù ám sát. Phải mất một thời gian dài đến năm 1998, Hồ Huệ Trung mới tìm được tình yêu khác trong đời. Chính là đích đến, cô đã kết hôn với một bác sĩ nhãn khoa tên Hà Chí Bình, hơn cô 8 tuổi và mang thai con đầu lòng một tháng sau đó. Cũng từ đó, Hồ Huệ Trung trở nên mờ nhạt rút khỏi làng giải trí. Hồ Huệ Trung ban đầu sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc sau khi kết hôn năm 1998. Không lâu sau đó, cả hai vui mừng chào đón con gái đầu lòng Hạ Cam Tuyền. Để chồng vững tâm phát triển sự nghiệp làm chính trị, nữ diễn viên họ Hồ quyết định rút lui khỏi giới giải trí, tập trung chăm sóc gia đình. Cuộc sống yên ấm, hạnh phúc 20 năm của gia đình Hồ Huệ Trung và Hà Chí Bình bị phá vỡ khi vào năm 2017, Hà Chí Bình bị bắt cóc và cáo buộc 7 tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ, rửa tiền và tham nhũng tại Mỹ trong thời gian giữ chức Tổng Thư ký Quỹ Năng lượng Trung Quốc. Ông bị kết án 3 năm và phải nộp $400,000. Vì vậy, để mong muốn đoàn tụ với chồng, Hồ Huệ Trung phải vay mượn tiền bạc khắp nơi chỉ để giúp chồng. Thậm chí, Hồ Huệ Trung phải bán căn biệt thự sang trọng với giá thấp để trả nợ cho ông, đồng thời gửi 149 bức thư cầu xin viết tay cho thẩm phán mong được giảm án. Thậm chí, Hồ Huệ Trung còn nhờ các mối quan hệ để hỗ trợ cho chồng được giảm án chỉ còn 18 tháng.
Hồ Hệ Trung đã chạy theo chồng suốt một thời gian dài và vì đụng tường khắp nơi nên cô cũng từng nghĩ đến chuyện tự tử. Cô con gái trở thành hy vọng sống sót duy nhất của minh tinh một thời. Có một thời gian dài, truyền thông Hồng Kông từng chụp được hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt hốc hác, tiều tụy sau một khoảng thời gian tất tả ngược xuôi lo cho chồng con. Cuối cùng, nhờ những nỗ lực của Hồ Hệ Trung, vào năm 2020, chồng của Hồ Hệ Trung được giảm án và lấy lại tự do cho mình. Nhưng lúc này, nhan sắc của Hồ Hệ Trung đã tàn phai theo năm tháng, khác xa với hình ảnh nữ thần khi còn trẻ. Tuy nhiên, tất cả những điều này đáng giá vì Hồ Hệ Trung cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với chồng con. Nhưng sau vụ kiện của chồng, Hồ Hệ Trung đã tiêu sạch gần hết tài sản của gia đình, chỉ còn căn nhà đang bị thế chấp. Cũng với hàng loạt biến cố ập đến với Hồ Hệ Trung dường như đã giúp cô bình tĩnh hơn rất nhiều. Đối với cô, tiền tài danh vọng không thể mua được một tổ ấm gia đình êm ấm. Sau khi cả nhà đoàn tụ, nhiều cư dân mạng thỉnh thoảng gặp được hai người khi đang leo núi, họ có vẻ rất tình cảm và cuộc sống hiện tại cũng rất tốt. Hiện tại, Hồ Hệ Trung đã dần vắng bóng trong làng giải trí, tập trung vào việc chăm sóc cho tổ ấm hạnh phúc của riêng mình. Vào ngày 3 tháng 2, Hồ Hệ Trung đã đăng một video lên mạng xã hội mừng ngày lập xuân. Qua những khung cảnh được chiếu trong đoạn video có thể thấy, cuộc sống hiện tại của Hồ Hệ Trung khá sung túc. Căn biệt thự mà nữ diễn viên đang sống được trang trí vô cùng bắt mắt và sang trọng, tọa lạc tại Hồng Kông, một khu vực tất đất tất vàng. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng cả hai đang sống vào những đồng lương hưu. Gần đây, truyền thông Hoa ngữ cũng đã bắt gặp Hồ Hệ Trung đi mua sắm tại trung tâm thương mại quốc tế Trường Xuân. Trong ảnh, Hồ Hệ Trung trang điểm tinh tế, làn da trắng nõn nà, khí chất rất đoan trang, tao nhã, vẻ đẹp của đã nữ trước đây vẫn còn. Đối với Hồ Hệ Trung, cô ấy đã nổi tiếng khắp các vùng Đài Loan, Hồng Kông và Đại Lục. Tuy trải qua thăng trầm, nhưng cô ấy đã hết lòng vì tất cả. Đối với khán giả hâm mộ của Hồ Hệ Trung, những bộ phim Hồng Kông trước đây đều có kỷ niệm và tâm huyết của nữ minh tinh.